kính chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe Một bút ký của ông Chu Tất Tiến Hồ Chí Minh đã âm mưu bán nước từ năm 1924 Thưa quý vị Rất nhiều người lầm tưởng rằng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện âm mưu bán nước từ năm 1958 khi Phạm Minh Đồng ký công hàm bán nước cho Trung Cộng. Thực tế, Hồ Chí Minh đã âm mưu bán nước ngay từ những năm 1924, khi họ hồ từ Moscow đến Quảng Châu học tập lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi ấy, Hồ Chí Minh chỉ là một anh thanh niên ngỡ ngẩn, học lực không có, thực lực cũng không, nhưng mộng bá chủ thì to vô cùng cho nên việc đầu quân xin được học tập chủ nghĩa mao trạch đông nhất định là một màn lạy lục cầu cạnh nhục nhã tuy mao trạch đông lúc ấy mới chỉ là đại diện ban chấp hành đảng cộng sản trung quốc kiêm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương quốc dân đảng nhưng với một thanh niên vô gia cư như hồ chí minh chưa có chút thanh thế nào thì sự cung kính sợ hãi khiếp nhược của Hồ Chí Minh đối với những thầy dạy về lý luận của Đảng đã lên tới tột đỉnh. Nhất định khi van xin trợ giúp thì cũng phải hứa hẹn đủ điều, trong đó phải có ý định để đàn anh toàn quyền sử dụng đất Việt một khi cách mạng thành công. Điều suy đoán này hoàn toàn có cơ sở vì bản chất Hồ Chí Minh thực sự là một con cáo già sẵn sàng bán nước hay làm tất cả mọi việc gian ác miễn sao thành công là được. Điều này đã được chứng minh rõ ràng bằng Hiệp ước Sơ Bộ, tức là Hiệp ước 6 tháng 3 năm 1946 ký kết giữa một bên là Hồ Chí Minh, Vũ Hồng Khanh và bên kia là Centeny, người thay mặt và có sự ủy nhiệm chính thức của Thủy Sư Đô Đốc George Thierry Dutzonglier thượng sứ pháp thụ nhiệm ủy quyền của chính phủ cộng hòa pháp làm đại biểu trong khi họ hồ vẫn ra rả kêu gọi chống thực dân đế quốc thì với hiệp ước này hồ chí minh chấp nhận cho pháp trở lại việt nam và đô hộ nước ta cũng với hiệp ước này pháp chỉ chấp nhận cho việt nam dân chủ cộng hòa là một nước tự do trong liên hiệp pháp đây chính là một hiệp ước bán nước mà Hồ Chí Minh đã ký công khai. Vì khi mời Pháp trở lại, tức là mời chế độ thực dân tới mà đàn áp dân Việt, đồng thời chấp nhận cho Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Nhìn lại sự kiện này để thấy Hồ Chí Minh không chần chừ trước tất cả mọi việc. Dầu xấu ác đến đâu cũng làm cho bằng được. Xin lưu ý, năm 1946, Việt Minh đã có thực lực rồi mà vẫn cứ nhượng nước cho Pháp. Huấn hồ năm 1924, họ hồ chưa có lực lượng nào hậu thuẫn sau lưng thì nhất định màn điều đình với tư cách một em út đã diễn ra với đại ca khổng lồ Mao Trạch Đông, một con quỷ khát máu người đã tự tay tiêu diệt chính 30 triệu đồng bào của mình sau khi cách mạng thành công. Nhắc lại cuốn hồi ký Ghi chép về việc đoàn Cố vấn quân sự Trung Quốc Viện trợ Việt Nam chống Pháp Do nhà xuất bản lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc Bắc Kinh Ấn hành năm 2002 Và được dịch bởi Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Di Gồm có những bài Tường thuật của La Quy Ba Trương Quảng Hoa Độc Kim Ba Vu Hóa Thầm Trần Canh như phụng nhất là những nhân vật lừng lẫy trong trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ghi lại việc họ hồ sang tàu để gia nhập Đảng Cộng sản năm 1924. Sau đó, năm 1930, được sự cho phép của đàn anh, Hồ Chí Minh mới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hồng Kông. Năm 1938, Hồ Chí Minh lại xin làm cố vấn cho lực lượng quân đội Cộng sản Trung Quốc. Từ đó, mối quan hệ giữa họ Hồ và Trung Cộng được phát triển mạnh mẽ. Tháng 10 năm 1940, dưới sự giúp đỡ của Tàu Cộng, Hồ đến Quế Lâm thành lập Văn phòng Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, sau này đổi là Việt Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung Cộng. Tháng 1 năm 1950, hồ chí minh lại sang cầu viện tàu cộng và được trần đăng ninh một cán bộ lão thành trong đảng cộng sản hộ tống sau đó hồ chí minh trần đăng ninh hoàng văn hoan được diện kiến lưu thiếu kỳ tại trung nam hải trong buổi họp này phía trung cộng đưa chu đức đồng tất vũ lưu bá thừa nhiếp vinh trần lý duy hán tiếp phái đoàn bán nước họ hồ Tuy nhiên, vì lời hứa hẹn dân Việt Nam cho tàu không được tin tưởng lắm. Vì lúc đó, Hồ chưa có thực lực nào ngoài lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dưới sự điều động của Võ Nguyên Giáp từ năm 1944. Ngược lại, Pháp đã đặt nền móng cai trị Việt Nam khá vững vàng, cho nên phía Trung Cộng không mạnh mà lắm với lời hứa này sau khi thấy những đề nghị bán nước không được chấp nhận hoan hỉ hồ chí minh mới năn nỉ mao trạch đông cho tháp tùng sang liên xô cầu viện trong chuyến đi này liên xô từ chối không giúp nhưng mao trạch đông đã nhận ra nhu cầu thống trị nước việt nam ở phía nam là cần thiết nên đã cử một phái đoàn cố vấn tối cao mà Hồ Chí Minh buộc đàn em gọi là các đồng chí cố vấn vĩ đại Trung Quốc sang Bắc Việt để từng bước chiếm đất nước này. Phái đoàn cố vấn vĩ đại này do Vi Quốc Thanh, nguyên phó tư lệnh lực lượng công an Trung Cộng làm trưởng đoàn. Cùng với phái đoàn cố vấn vĩ đại, Trung Cộng đã cho chuyển sang miền Bắc đợt viện trợ đầu tiên với 150.000 khẩu súng, hơn 3.000 khẩu pháo, và đạn dược, xe cộ, quần áo, lương thực, đồ dùng hàng ngày như bát ăn, cơm trắng men, khăn bông. Từ đó, thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù đổi tên nhiều lần, đã cam tâm bán nước để trở thành một thứ đầy tớ cho chủ Trung Cộng. Việc chấp nhận bán nước này đã được họ hồ chỉ đạo cho các đàn em thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Do đó, mà trong các cuộc hội thảo Trung Cộng Việt Cộng, các đại diện Trung Cộng đã tỏ ra hống hách, coi thường phía Việt Cộng, mà ra lệnh cho Việt Cộng từng bước thi hành việc sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Trích tài liệu mà Ninh Cơ chép lại từ băng ghi âm, cuộc họp mật giữa đại diện Tổng cục Tình báo Hoa Nam và Tổng cục hai Việt Nam được bảo quản tuyệt mật, thì Trung Cộng đã ra lệnh cho Cộng sản Việt Nam dâng nộp đất nước này cho Trung Cộng, biến Việt Nam thành một quận huyện của Tàu. Trong cuộc họp này, chính ủy của Cục Tình báo Hoa Nam đã nói, trong giai đoạn phải dồn toàn lực cho phát triển kinh tế mà đảng Tiểu Bình lãnh tụ đã vạch ra, mọi sự đèo bồng đều vô nghĩa chúng kềm hãm bước tiến của china vĩ đại thế mà ở việt nam lại có những luồng dư luận như thế đấy nào là china bá quyền nào là china bành trướng thối lắm thưa các đồng chí không ngửi được bọn dân chủ ở việt nam đã hô hoán rầm rĩ rằng cuộc vạch lại biên cương giữa china và việt nam là tranh chấp biên giới. Như Lê Thứ trưởng trả lời phỏng vấn, thác bản dốc ta cứ tưởng là của ta, bạn cũng không bảo là của bạn, đo ra mới biết của ta chỉ có một phần ba. Vì tình hữu nghị, bạn cho ta hưởng một nửa. Nói thế là tốt, nhưng vẫn cứ thanh minh. Việc gì phải thanh minh cơ chứ? Với bọn phản động chuyên gây rối, cứ thẳng tay trấn áp, bịt miệng chó của bọn chúng lại cứ lừng chừng thiếu kiên quyết cứ hữu khuynh nhân nhượng nhân nhượng là thế đấy phải quét cho bằng sạch không thương xót bọn dân chủ không cho chúng được đằng chân lên đằng đầu Vùi chúng xuống đất đen không cho chúng ngóc đầu dậy việc tiêu diệt bọn dân chủ dòi bỏ sẽ không còn là việc riêng của các đồng chí việt nam nó sẽ là việc riêng của tất cả chúng ta trong tình thế hiện nay việt nam không còn lựa chọn nào khác không còn con đường nào khác là trở về tổ quốc china vĩ đại đi với mỹ chăng thì các đồng chí chạy đi đâu được trở về với tổ quốc thì các đồng chí mới tiếp tục tồn tại như những ông chủ duy nhất trước hiểm họa của bọn dòi bỏ đang tích cực phản công nhằm tống cổ các đồng chí ra khỏi chỗ ngồi của mình hãy tưởng tượng một ngày nào đó các đồng chí không được ngồi ở bàn giấy trong công thử mà đi lang thang kiếm việc làm thật khủng khiếp phải không lũ giòi bỏ ấy có cả ở trung cộng tôi thừa nhận điều đó nhưng chúng tôi thẳng thắn chấn áp chúng thắng lợi nhưng ở việt nam tình trạng có khác chúng hung hãn hơn lì lợm hơn là do các đồng chí thiếu kiên quyết nếu ở china có một thiên an môn thì tại sao việt nam lại không có một cái tương tự như vậy chứ trung quốc không thiếu xe tăng dĩ chí trong vài thiên an môn các đồng chí cứ hỏi nông đồng chí xem hồ đồng chí đã hứa hẹn gì trong cuộc gặp gỡ cấp cao vừa rồi nhưng đó là trong tình huống hiện nay trong tương lai thì hai nước sẽ làm một thì sẽ không phải như vậy việc việt nam trở về với tổ quốc china vĩ đại là việc trước sau sẽ phải đến không sớm thì muộn trong lịch sử việt nam từng là quận huyện của trung quốc là một nhánh của cây đại thụ china china và việt nam là một đó là chân lý đời đời hồ đồng chí tôn kính còn dạy china việt nam như môi vết răng môi hở thì răng lạnh có nghĩa là hai nước là hai bộ phận trong cùng một cơ thể. Nông đồng chí từng tự hào nhận mình là người choan trong cuộc gặp gỡ các đại biểu trong quốc vụ viện mà dân tộc choan là gì? Là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc China. Người dân khi xuất ngoại sẽ được cầm hộ chiếu của một nước lớn mà thế giới phải kiêng nể, phải tiến hành kín đáo trong khi chưa được hợp nhất tuyệt đối không để lộ ý đồ. Thỉnh thoảng cũng phải cho phát ngôn viên chính phủ nói dăm ba câu phản đối về Tây Sa và Nam Sa. Sự sát nhập trở lại của Việt Nam là một điều tất yếu, phải triển khai rộng hơn nữa là đẹp bẹp và tiêu diệt luận điệu tinh thần dân tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trong bọn kiên trì lập trường dân tộc. Đặc biệt, trong đám trí thức, và vài phần tử công thần chủ nghĩa trong tướng lĩnh. Cần phải tiêu diệt cả về tinh thần, cả về vật chất nữa. Mấy anh già sắp chết hay nói ngang thì phải đe nẹt cho chúng biết rằng một khi đã bị coi là chống đảng thì chúng sẽ bị tước hết mọi tiêu chuẩn cao đang được hưởng. Ách hẳn chúng sẽ im mộng. Lực lượng chủ yếu của chúng ta trong việc trấn áp bọn dân tộc chủ nghĩa là hai cánh quân. Về vật chất là công an, về tinh thần là truyền thông. Trong chuyện bồ xít, chưa chừng trên sẽ thay đổi kế hoạch. Ta không khai thác ở đấy nữa, mà chuyển sang khai thác thực hiện ở châu Phi. Ta còn chuyển dân mình sang châu Phi, làm thành những vùng đất China trên lục địa đen kia nữa người china bây giờ có quyền nói mặt trời không bao giờ lặn trên đất đai của tổ quốc còn lại việc cuối cùng là mô hình quản trị việt nam trong tổ quốc thống nhất tỉnh hay khu tự trị đây chuyện này xin các đồng chí về nghĩ thêm bàn thêm tỉnh thì cũng như quảng đông quảng tây về diện tích thì hơn kém không nhiều khu tự trị như khu tự trị choang trong tỉnh quảng tây thì lại quá nhỏ về vai vế nông đồng chí vốn rất e ngại sự chống đối trong nội bộ mà làm khu tự trị với ý nghĩa lớn hơn thì lại vướng chuyện tây tạng bọn chó đặt lai lạt ma cũng đang xin tự trị đấy mà trung ương không thuận còn mấy đồng chí việt nam nêu ý kiến hay là tổ chức china thành liên bang việt nam sẽ là một nước hay một bang trong liên bang ấy ý kiến này không mới thưa các đồng chí vấn đề hình thức nhưng lại có tầm quan trọng xin các đồng chí phát huy tự do tư tưởng đọc lại bản ghi chép này người ta thấy rõ ràng trung cộng đang làm chủ việt cộng giọng điệu chủ nhân của trung cộng đã lộ hẳn trong các ngôn từ huấn thị đây là một sự kiện nhục nhã nhất trong lịch sử việt nam nếu người việt hải ngoại và người việt trong nước không đoàn kết với nhau được để tiến hành một chiến dịch đòi lại tự do dân chủ độc lập cho dân việt thì nhất định những chỉ thị của trung cộng này sẽ là những hiện thực một ngày không xa chu tất tiến